Người nhà đã quen với việc hàng ngày, nghệ sĩ Văn Hiệp dành ra khoảng 1 đến 2 tiếng cho việc tập thiền. Đây là một trong những bí quyết giúp ông đẩy lùi các loại bệnh tật mà người cao tuổi dễ mắc phải. Đã từng bị bệnh dạ dày, nhưng nay nghệ sĩ đã khỏi bệnh nhờ kết hợp dùng thuốc với một chế độ dinh dưỡng và tập luyện hợp lý. Ông luôn có ý thức giữ gìn sức khỏe để cống hiến cho khán giả những vai diễn có chất lượng. Đối với bác trưởng thôn Văn Hiệp, đủ sức khỏe để đi diễn là một niềm hạnh phúc của người nghệ sĩ. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa xem clip ngắn về nghệ sĩ Văn Hiệp. Và qua clip chúng ta có thể thấy nghệ sĩ vẫn rất khỏe mạnh, cho dù tuổi đã cao. Có một điều mà ít ai biết, đó là nghệ sĩ đã phải chịu những cơn đau do căn bệnh dạ dày mang tới. Làm thế nào để khỏe khoắn như hiện tại? Đây cũng chính là điều mà nghệ sĩ Văn Hiệp sẽ chia sẻ với chúng ta trong bữa tối ngày hôm nay. Xin chào nghệ sĩ Văn Hiệp. Chào Minh Phương, chào quý vị khán giả. Chú Văn Hiệp ơi, chú từng chia sẻ với khán giả của chương trình bữa tối cùng nhau là chú đã chia tay với chiếc đấu cầy. Nhưng chẳng muốn biết là có khi nào chú cảm thấy mình nhớ nó không? Nhớ. Các cụ đã nói rồi, nhớ ai như nhớ điếu cầy, nhớ lên nhớ xuống như thầy nhớ u. Nhưng mà nhớ mấy thì cũng phải chia tay thôi. Mà này cháu ơi, chả riêng gì cái anh thuốc lào, kể cả các cái món như là dưa muối, hành muối, rồi thì xoài non, tất cả những cái món chua cay là phải tạm biệt. À, cháu hiểu rồi, vì những món đấy rất là ngon nhưng mà không tốt cho những người bị bệnh dạ dày. Chả riêng gì những cái món chua mà muối, những cái món ăn ngon như là thịt rán này, nhiều mỡ quá này, nhai lật sật rất sướng miệng. Thế nhưng mà ăn vào nó rất khó tiêu, cho nên cũng phải hết sức hạn chế. Kể ra như thế thì cũng thiệt thòi cho cái anh lưỡi. Nhưng mà để cho anh lưỡi sướng thì là anh sức khỏe, cho nên mình phải hạn chế. Cái sức khỏe là chính, sức khỏe là vàng mà lị. Nghe chú nói thế là cháu được biết là chú đã quyết tâm tránh xa căn bệnh này như thế nào rồi. Chắc hẳn rằng căn bệnh này hành hạ chú ghê lắm. Mỗi bệnh đau một kiểu, khổ sở một kiểu. Cái bệnh dạ dày ấy, khổ nhất là gì cháu biết không? Nhìn thấy món ăn ngon rất thèm ăn nhưng mà không được phép ăn. Chú ấy là bị rát hành tá tràng, cho nên ăn vào thậm chí là dạ dày nó co bóp, nó lên cơn thắt, rồi thì là cuối cùng là một vài tiếng sau là có bao nhiêu lần là lại nôn ra sạch. Đấy, dạ dày nó khổ như thế cháu ạ. Vậy làm thế nào mà chú lại khỏe khoắn như hiện tại ạ? Thì phải uống thuốc. Hả? Thế rồi thì, nhưng mà này, uống thuốc không thôi cũng chưa chắc là tốt. Mà quan trọng là chế độ ăn uống ấy là nó phải phù hợp với dạ dày của mình. Ăn ấy là phải ăn đồ nấu nhừ, nấu chín. Chứ sơn hào hải vị chưa chắc đã bằng những cái món ăn dân gian đâu. Đừng có coi thường những cái món ăn dân dã nhá. Rau muống luộc, khoai luộc rất tốt cho dạ dày. Chuối xanh, thế rồi là đu đủ xanh nhá, nấu nhừ với thịt nhá, ăn cũng rất có lợi cho dạ dày. Như vậy là rau muống luộc này, rồi khoai lang, chuối xanh, rồi đu đủ xanh đi nhừ nữa, đó là một trong những thứ mà giúp chú đẩy lùi được căn bệnh. Thế còn quay trở lại công việc ạ, dạo này chú đi diễn có nhiều không ạ? Vẫn đi diễn thường xuyên cháu ạ. Đóng phim mình cứ làm việc cái tinh thần nó thoải mái, đi diễn là đem lại niềm vui cho mọi người, nhưng mình cũng được vui vẻ thoải mái lên. Cái vui vẻ thoải mái rất quan trọng, nó cũng làm cho cái căn bệnh nó giảm bớt đi, chứ cứ suốt ngày u sầu rồi thì lo lắng thì cũng chẳng đẹp đẽ gì. Mà lại có hại cho bệnh dạ dày đấy. Trong buổi tối ngày hôm nay thì không biết là bác trưởng thôn Văn Hiệp sẽ giới thiệu cho Minh Phương cùng quý vị khán giả món ăn nào ạ? Tôi sẽ giới thiệu một món rất có lợi cho những người mắc bệnh dạ dày. Còn là món gì, xin mời Minh Phương và quý vị khán giả cùng tôi vào bếp. Đây là món canh sườn hầm ngô non cà rốt. Đây là món mà tôi được bác sĩ tư vấn cho ăn rất lợi cho dạ dày. Cho thịt vào nồi. Ta xóc lên cho muối nó ngấm đều. Sau khi cho một ít nước vào nồi xấp xấp thịt, tất nhiên là ta đặt nồi lên trên bếp. Nhóm lửa. Tất nhiên là ta cứ ninh thịt, sau đó khi nào thịt dừ thì ta tiếp tục sẽ cho ngô non và cà rốt vào với canh. Cái món canh sườn hầm ngô non cà rốt nó rất đơn giản, dễ làm. Khi thấy thịt nhừ và cà rốt và khoai đã nhừ thì quý vị múc ra bát.
Minh Phương thử nếm xem. Canh rất là ngọt. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Văn Hiệp với món canh sườn hầm với ngô non và cà rốt. Và như nghệ sĩ có nói rằng sức khỏe là vàng, nhưng Minh Phương nghĩ rằng sức khỏe còn quý hơn cả vàng. Vâng, đúng, sức khỏe là vàng. Xin chúc quý vị khán giả có một sức khỏe quý như